Ok, và cho nên là chưa biết thì 8 giờ tối mỗi ngày thì mình có live chia với trên đây nha em ơi. Thì cái phòng link phòng này là mình sẽ để phía dưới phần bình luận và mô tả mỗi video nha. Thì nếu như anh nào muốn xem mình stream thì hãy đừng quên ghé vào đây lúc 8 giờ tối hàng ngày nha. Và vào đây rồi thì đừng quên bấm nút theo dõi này để ủng hộ mình nha em ơi. Ok, và chúc anh xem video vui vẻ nha. Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là BillySugi đây, và chào mừng anh em quay trở lại với cái series mà BillySugi đâu chơi đấu trường chân lý này anh em ơi. Thì ngày nay mình sẽ cũng như là cố gắng đưa anh em những cái giáo án phải nói là xịn sò nhất của mình nha. Mình sẽ cố gắng mình cập nhật những cái meta mới nhất, những cái cách chơi mới nhất, và những cách đội hình, cách sắp đội hình, và cũng như là những cái meta, những cái đồ gì chỉ có ở trên kênh BillySugi thôi nha anh em ơi. Và đừng quên bấm đăng ký, bấm like cũng như bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Cảm ơn anh rất rất nhiều, đó là động lực rất là lớn cho mình tiếp tục làm video đó anh em ơi. Thì đây là phải nói là rất là hên luôn, lúc đầu đi chợ dòng đầu tiên mới vô thì mình đã lụm được một cái găng đấu tập, và nó đánh quán rất ra tiếp một găng đấu tập và thêm một cả một cái kiếm BF nữa, nên hiện giờ nếu như mình tiếp tục mình chơi bán máu anh em thì mình sẽ có thêm đó là một cái kiếm BF hoặc là một cái găng đấu tập, thì mình sẽ có hai cái vô cực này. Nhưng mà chơi Akali và giết vô cực nhiều quá thì nó cũng nhàm đúng không, nên ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình đưa với anh em đưa tới anh em những cái mới lạ và cái độc dị hơn nha. Nhưng mà giờ mình thì cũng vẫn chưa biết làm gì cả, tại vì mình chưa xác định được cái đội hình của mình chơi sẽ là cái đội hình gì, nên mình vẫn chưa nói trước được với anh em nha. Có gì về cuối game mình build được đội hình này thì mình sẽ cố gắng mình nghĩ cái gì độc dị để giải trí anh em nha anh em ơi. Đấy, mình có ba phù thủy nè, có con nào bỏ vô nó luôn coi thử nó có mạnh hơn hay không. Nếu nó yếu á thì cũng được, tại vì yếu thì mình phích máu tí mình lấy đồ cũng được anh em ơi, còn mạnh thì chấp nhận luôn. Akali quá là bình thường rồi, Z cũng quá là bình thường rồi, nhưng mà nếu bắt buộc phải đưa cho SZ hoặc là Akali để mình giữ cái mạng của mình thì mình cũng phải đưa thôi. Nhưng mà giờ cứ cho Kennen mang trước đã, tại vì Kennen nó cũng gọi là cái búp nhận giả mà anh em, nên nó cũng y hệt Z và Akali luôn. Nhưng mà con này là nó giật xét và cũng như là mana nó tích khá là lâu và nó không có phải là sát thủ á, nó chỉ được cái búp nhận giả thôi. Mà nhận giả cầm vô cực thì búp gì cũng mạnh hết, được chưa, con nào cầm vô cực cũng mạnh hết. Anh em cho Nili cầm vô cực nó cũng mạnh nữa, anh em cho con Aatrox hay là rồng lộn là con gì cầm vô cực cũng mạnh, tại vì cái trang bị này thật sự đang là cái trang bị lỗi nhất ở thời điểm hiện tại luôn, đang phải nói là cực kỳ ảo nha. Nhưng mà về là phiên bản 9.20 thì nó đã bị nép và nó là khá là nặng rồi, nên mình nghĩ là không biết cái trang bị này còn được ai chơi hay không nữa. Ủa, cái nó tập kìa. Ok, bạn lấy cái nó tập thì mình lấy kiếm BF thôi. Mình lấy cái nó tập thì mình lấy kiếm BF thôi. Mình sẽ cho con Kinney này hai cái vô cực nha em ơi. Lúc đầu nếu mà nó không ra cái găng đấu tập hay là kiếm BF nào thì mình chắc mình chơi cái theo cái hướng mà bút đồ cho Kennen đó, xong rồi khắc chế sát thủ hoang dã. Em có một cái tem mà khắc chế không sát thủ hoang dã rất là tốt, đó chính là hiệp sĩ và nguyên tố nha, cái thêm là hộ vệ nữa, phải nói rất là trâu luôn, cực kỳ trâu, nên có thể là sẽ khắc chế được, mình có thể đâu nha em ơi, chứ không phải là hoàn toàn là chắc chắn nha. Mình bán hết phù thủy đi, nó khá là yếu, nghĩ nó khá là yếu luôn á, cho nó đi hết mẹ đi. Ok, lấy những cái bút hiệp sĩ cái Nili chưa đủ lên 2 anh em ơi, Nili chưa đủ lên 2, Nili lên 2 là mình bán con Kennen, mình cho Nili hai cái vô cực nó quăng là thốn hơn con Kennen nữa. Ok, tại vì Nili nếu mà có vô cực thì mình cho cái bút nhận giả đã lùng, mình cho cái bút hòn giả nó cào tôi là không trường phát lao luôn. Ok, gặp ông này nào, wow, hai sao không à, Gary, ôi con Kennen của mình nó quăng kìa em, được quá nhờ, Kennen hai vô cực nó bị thế. Chờ quăng một phát một 400 mấy 500 mấy đêm không ăn cái nén ấy đấy, cái nén, cái nén rồi, được rồi em ơi, hay rồi, hay rồi. Ôi, cái nén ham vô cực nó phải thế đó em ơi, nói chung là có vô cực là mạnh nha. Mình trước thì mình đã có làm một cái video hướng dẫn anh em kiểu như là cách bán máu để lấy vô cực và combat cực mạnh nữa, nếu như anh em chưa xem thì hãy đừng quên ghé vào kênh của mình xem nha, những anh em nào chưa coi á cảm ơn rất nhiều. Trận này anh em chơi hiệp sĩ nhiều nè, hiệp sĩ quý tộc đúng nhiều luôn nè, thật hơi bị nhiều đó, hơi bị nhiều đó. À, Nili Garen Vayne có đủ cái bút quý tộc cho mình chơi luôn nè anh em, nhưng mà Vayne phiên bản này chơi cung thủ nó cực kỳ yếu luôn, mình không có khuyến khích anh em chơi, có lẽ mình nên bán Kennen nhờ. Ok, mình bỏ mắt đồ cho con Nili nó cào ác lắm, bỏ cái quýt vào. Ok, con Nilili này là một con tướng một tiền mà lúc đầu gánh tem là cực mạnh nha anh em ơi, nếu như nó có một chút đồ đam thôi
một chút đồ đam thôi thì con này nó sẽ là một con gánh tem cực mạnh ở lúc đầu game, nó thật luôn. Cái bút hoang dã này thôi chứ. Ui, Blitz kìa. Trời ơi, đừng có chết, đừng đi, Nili, biến hình em ơi, biến hình. Ui hay, hay, kèo nó lại nè, mày nè, như nào, nó phải thế, kéo bố mày nè, mới vô mà có Blitz 2 sao, bố phù thủy luôn, ai à, con này chơi lớn quá nhờ, nó chơi cũng hơi lớn đó nè em, Blitz 2 sao mũ phù thủy luôn. Được mà hên quá, một kiểu nó không chết, một kiểu nó không chết quá là hên luôn. Ui vừa bán hai con Kinen giờ vừa bán một con Kinen nó ra thêm hai con Kinen nữa nè, what the fuck, mình hên vậy, hên một cách nào đó gọi là mỹ ma luôn á em. Không, em vừa mới bán mà mình nghĩ là cái tem này của mình thì nó không cần nâng cấp thì nó cũng đã ăn được con người đáng rồi, tại vì Nili có thể cân hết mà em, cho dù là một sao hay là hai sao nhiều đến đâu, chỉ cần Nili hai sao, hai vượt kiếm như này để cân hết là có thật đó. Ok, và nếu như em có ý tưởng nào hay hoặc là cái meta nào mới mà mình chưa biết á, hãy đừng qua bình luận ở phía dưới nha anh em ơi, tại vì nếu mà được thì mình làm ngay và luôn để kiểu như là giúp cho anh em cũng như là giúp các anh em khác mà chưa biết á, biết đến những cái meta đó để anh em leo rank dễ hơn nha. Ok, mình bán cái hai con Kinen để lấy tiền lại anh em, đủ 30 đồng á. À, không có thì mình bán con bất vi đi. Ok, này mình cố gắng là tích tiền lại, kiểu như là sau mỗi tour nữa này mình cố gắng để dành là 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 40 đồng à, số tiền chẵn nha anh em, để kiểu như là qua tour sau nó có tiền lợi tức cho anh em á. Anh em phải bán những con nào mà không cần thiết hoặc là về sau mới xài, anh em phải bán đi chứ đừng có suy nghĩ là quá nhiều nha. Ok, Garen 2 sao với Mordekaiser 2 sao thì mắc binh rồi đó, mắc châu luôn, giờ có mới biết 2 sao nữa thôi chứ. Laser luôn anh em ơi. Mình đang có cái gậy quá khổ, cái kháng phép và cả một cái đai lưng khổng lồ à. Giờ chơi cái gì đây ta? Mình vẫn chưa có... Ui, ông này hai con bột Blitz 2 sao rồi, what the fuck. Ây da, cái tem này lạ quá nhờ. Ui, à quên, nó vừa mới cho thêm một slot nữa. Phải bỏ Blitz vô là kích cái bút đấu sĩ rồi. Mà không sao, Nili em ơi. Đấy, Nili quăng. Nó phải chất lượng. Nili chí mạng đâu? Chí mạng đó men. Quăng quà, không có chí mạng luôn anh em. Nili, chí mạng. Nice rồi, chí mạng. Ui, ui. Trời ơi, một phát chí mạng rồi, nó phải chất lượng. Mà hai cái vô cực thì tại sao nó chí mạng ít quá nhờ? Đây là chí mạng ít. Ui, Akali, Kata, Biki, Khajit ra cùng một lúc luôn. What the fuck? Mà cái round này nó ra cho mình con Akali mình cũng thấy nó hơi ảo nha anh em. Mà thôi cứ chơi đi, nó đã cho mình thì mình cứ chơi đi. Tại vì cái level 3 này, lộn, cái round 3 này mà mình mới level 5 rồi, thì tỷ lệ round ra con 4 đồng thì mình nhớ là chỉ có mấy phần trăm thôi, như là có 5% thôi sao quá mà nó ra luôn. Wow, mà ra đúng con 4 người sát thủ luôn. Mà thôi mình xài có 3 con non này nha anh em. Wow, trận này nó ra đúng đồ, đúng tướng mà không chơi nó thì hơi uổng nha. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình biểu gì mới độc lạ hơn cho anh em xem nha anh em ơi. Ấy, Akali nó mạnh quá anh em ơi, chơi thì nó là mạnh quá, thấy không? Chơi thì nó là mạnh quá, hơn 5.000 dam, ôm má ơi. Mình đang tính chơi cái xạ thủ anh em ơi, tính chơi xạ thủ đấu sĩ á, búp ba cái vô cực cho Vinh bắn xem thử như nào. Không biết có mạnh không nữa, tại vì mình cũng chưa chơi thử Vinh ba cái vô cực là như thế nào cả. Uầy, ông này hai sao không như thế này. Mình bữa mình thử mình búp cho anh Vinh cái găng bảo thạch anh em, bắn cái chí mạng ấy nha, cho nên mình chưa biết. Cái vết nữa nè, nhưng mà mình mua vết làm gì nhờ, mua vết làm gì nữa, bán đi. Ok, mình đang tính chơi xạ thủ và đấu sĩ nha anh em ơi. Nếu như mà nó ra Vinh sớm á thì mình bán Akali, mình thay Vinh vô luôn, thay đấu sĩ, thay xạ thủ rồi thay kiếm khách đồ vô các kiểu luôn. Còn nếu như mà nó không ra Vinh sớm á thì mình chịu nha, tại vì nó ra Akali sớm thì mình xài trước thôi. Nếu mà ra Vinh sớm thì mình thay vô chơi thử cái hệ đấu sĩ và xạ thủ hashtag này. Cái hệ tộc này cũng là một cái hệ tộc khắc chế cứng của Assassin hoang dã luôn nha anh em ơi. Hoang dã sát thủ á là một cái tộc phải nói là khắc chế khá là cứng luôn á.
đó chính là đấu sĩ Hestet và xạ thủ nha anh em ơi. Đó rất là mạnh luôn và nó có thể khắc chế cái tộc đang rất là mạnh hiện nay, đó chính là hôn giả và sát thủ nha, cho nên thì chưa biết. Direct cần 3 đội không đây, chúng ta hãy chờ xem. Who know. Một xây nè. Rồi xong, không được rồi. Ông này còn quá trời đồ mà không ghép nè. Cái Odo này có 9 slot thôi nha anh em ơi. Nếu mình nhớ không nhầm là chỉ có 9 slot đồ thôi. Nên nếu như anh em bán tướng mà không để ý, cũng như là đồ nhiều quá nên không để ý, anh em bán tướng là mất đồ luôn đó. Trên cái đồ, cái chỗ chứa đồ mà nó full slot á, anh em bán tướng mà còn đồ trên tướng á, nó bán mất con mẹ nó đồ tướng luôn. Thật, mình bị rồi đó anh em. Đừng có chứa đồ nhiều quá nha. Mất tướng lộn, mất đồ chắc chắn 100% nha. Thề. Mất vô cực rồi. Oh my god. Nói gì ta. Ây xa. Ok. Mình tính ghép cho Akali cái mũ phù thủy luôn. Mình tính lấy thân cái vô cực mình tí mình ghép. Lộn cái kiếm bé với mình tí mình ghép ba cái vô cực luôn. Nhưng mà ok, cái mũ phù thủy nó cũng khá là hợp lý. Wow, Dragonair và Ringer luôn. Vậy là mình có bố hôn giả luôn á, nếu như nãy mình không bán Nili. What the fuck. Ra tướng ác quá nhờ. Phù thủy luôn ta. Ok, chơi lớn rồi đi em ơi. Tại vì skill này thì thêm mũ phù thủy nữa, có thêm vô cực nữa thì thôi. Chứ anh em ơi, phải nói là wow, đam anh em coi nhìn đam chí mạng của Akali nè. Anh em nhìn nha. Anh em nhìn đi, đam chí mạng của Akali nè. Đây là đánh thường thôi, đó chính là đánh thường thôi. Win nè, win nè. Ui, win Garen đang say nữa. Win nè, win nè. Ui, không. Nó không có crit anh em. Ok, nó không mạnh như mình tưởng nha, nhưng mà đam Akali nó vẫn là nhiều nhất. Đánh tem cực mạnh luôn, được. Hôm nay Blitz mô hồ thủy, chắc ổng sắp mình lên Blitz 3 sao luôn quá. Wood nè, Nili nè. Mình có bố không dễ luôn quá anh em, what the fuck. Ok. Wow, mình đủ cái team này từ round 3 luôn nè. Vãi. 4 con giả và 3 sát thủ và đồ chuẩn luôn. Có cả Gna và có cả Akali luôn em ơi. Đồ chuẩn luôn. Mà đủ ngay ở round 3. Anh em thấy vãi lú không? Còn nè. Ha Blitz nè. Blitz 3 sao nè anh em. Anh em thấy không nè. Sau lưng nó nè. Ông này chơi hơi lớn nha. Chạy ra đất đi. Cái này thì Blitz 3 sao này. Ok, 6 trận thắng liên tục rồi. Trời ơi, cái vô cực này với con Akali này nó ra sớm thì nó Snowball phải nói là ác liệt luôn á anh em. Thằng phải nói là ác liệt luôn á. Snowball cực kỳ kinh khủng luôn. Ôi, nó ra hàng Blitz cho mình nữa. Thôi, mình cứ nâng slot thôi. Chắc có lẽ mình cố gắng mình nâng lên 9 trước. Blitz 3 sao mũ hồ thủy. Hôm nay không biết có quay video hay không nữa, nếu mà quay thì video đó hơi ác nha, video nó hơi ác đó. Blitz 3 sao mưu thủy, được, chấp luôn, được của nó luôn. Mà rút ra cái gì nó hợp lý tí nha anh em. Ok, tính tiền cho sói xám nè, sói hắc ám nè. Tính tiền luôn bạn ơi. Tiền à, what the hell. Tiền nữa nè, ua. Nó rớt cho mình một cái găng đấu tập nó kìa anh em. The Raven, có cả Murder Kisser, có cả King Red. Thấy không? Nhiều búp quá anh em ơi. Có cả đế chế, sát thủ, kiếm khách, các cửa đại điểu luôn. Quá là nhiều búp luôn, thề với anh em. Rengar. Mình nâng roll một tí nha. Bán này. Rajin nè. Rồi Jin nè anh em. Nhưng mà Jin giờ thay mà nó lại hơi cấn anh em. Tại vì mình lỡ bán hết đấu sĩ cờ mờ luôn rồi. Jin thì phải có đấu sĩ chứ chơi với hôn giả thì Jin không hết vàng tăng chống chịu thì nó giấy cực kỳ giấy luôn á. Lỡ bán hết thì nó lại ra.
mất dạy thiệt. Trời ơi, Akali kìa. Wow, Akali một quy hơn 2000 dam anh em. Quy skill nó có thể crit dam á. What the fuck. Và nếu như anh em chưa biết thì cái cây vô cực này nó vì là tăng sát thương khi crit nha, nên skill của con Akali này nó là crit dam, có thể crit dam nên nó crit lên một phát 2000 mấy dam. Nên thấy phải thái chưa? Crit một phát 2000 mấy dam vẫn ngay ra 4 này. Trời ơi mình giàu quá anh em. Mình giàu quá anh em ơi. 7 chuỗi thắng liên tiếp rồi, một tui mình tận được thêm 3 đồng và 5 đồng tiền lãi nữa, là mình được 8 đồng mỗi tui và thêm hình như là 5 đồng của cái trò chơi này nó cho mỗi tui nó sao á. Mỗi tui thì không biết để ý nó cho nhiêu đồng nữa, mà một tui mà ít nhất là cũng phải là mười mấy đến gần 20 đồng luôn á. Mất dầu, mất dầu luôn. Giờ cứ up slot xong rồi lấy thịt đè người thôi, easy rồi. Hôm nay Draven 2 luôn nè, ác quá nhờ. Katarina 2 sao. Akali kèo đây em ơi, Akali đâu rồi? Đúng rồi, cứ tiếp tục kèo đi. What? What the fuck? Ây da. Akali của mình mới 1 sao anh em, dãy quá. Bay về một phát tiên bạn cho một cái cú combo phát bốc hơi luôn ha. Akali phải 2 sao lẹ anh em. Yesu nè. Chơi lớn không nhờ? Chơi lớn không nhờ anh em? Ok, quyết định nha. Quyết định luôn anh em ơi. Yesu lên 2 sao, bán Akali, bỏ đồ vô Yesu, bay cái vô cực, được chưa? Ok, cái round này mình bắt buộc phải lấy. Bắt buộc phải lấy kiếm BF. Bắt buộc phải lấy kiếm BF luôn. Hôm nay chơi lớn luôn, chơi tất với anh em luôn. Yesu lên 2 sao, bán Akali 2 sao luôn. Bỏ vào Yesu, bay cái vô cực, được chưa? Tại vì mình chắc chắn Akali nó sẽ lên 2 sao trước. Còn Yesu này mình chắc chắn một điều là như vậy. Tại vì 4 đồng mà anh em, dễ ra hơn nhiều nên 5 đồng. 5 đồng ron ác lắm nó mới ra đó. Uai, Akali chết rồi. Akali chết phát là hết đam cơ mà luôn rồi. Đâu mẹ, Akali này yếu quá em ơi. Akali 1 sao yếu quá nè em. Điệt không. Cái gì mà bay vào tiên bản cho một cái đánh thường nhìn nó bắn, cái vô cực nó bắn thường nhẹ cái chết mẹ luôn. Ông kia giết sắp 3 sao kìa, nên nhìn dưới hàng chờ nãy á, giết sắp 3 sao luôn rồi. À, có kiếm BF nha, có kiếm BF nha, có hai cái thì vàng nha. Ok ok, có lẽ các bạn sẽ lấy thì vàng trước nha, mình cần kiếm BF. Ông kia lấy sự qua rồi, chắc chơi đế chế hiệp sĩ hoặc là hóa hình sư rồi. Hai cái thì vàng, một cái đã đi rồi. Thì vàng không có lấy luôn hả? Rồi nha, còn kiếm BF, còn kiếm BF. Thằng kia đừng có tranh với tôi nha ông ơi. Ông ơi. À, ok ok, bạn này bạn lấy cái nước mắt. À, cho Keta, được quá nhờ. Keta ba nước mắt với phù thủy à. Ok, tôi hiểu ý bạn mà. Keta trong nhóm chen Nobita sao? Được không? Keta trong nhóm chen Nobita rồi anh em. Được. Ok, mình roll mình kiếm cái con ấy cái Akali 2 sao cái này. Nilin à. Ok, mình kiếm V anh em, không ra. V mình bỏ vào là vừa được búp đấu sĩ, vừa được búp headset luôn, mình không ra thì chịu ơi. Mình đang có một cây vô cực nữa nè, nhưng mà cứ để đó đi. Akali 1 sao hơi yếu anh em ơi, gánh không có nổi, gánh không có nổi. Oh shit. Gần á. Gần nay mình trẻ con quá. Gần nay nó 2 sao giáp máu như này thì gần nay mình đập chừng nào mới chết. Không, gần nay nó đập kìa thì gần nay kiếm khách ta. Trời ơi, gần nay kiếm khách nó đập hay mình như hắc như này. Ác vậy. Ok, lấy nhẹ cái búp headstack cả nhà. Chỉ con Vi với con Ringa nè. Con Vi với con Yesu với gần nay cái Akali nữa. Quá là nhiều thứ để kiếm đây. Suyu nè, mà không còn. Vi nè anh em. Ok. The Raven nữa nè. Wow, mua The Raven làm gì ta? Mình cứ mua theo kiểu như là phản ứng tự nhiên luôn á anh em. Akali nó không ra một con nào nữa không kìa. What the fuck.
tắm đồ đẹp quá. Akalina, Ringa, BK, chuẩn bị sẵn sàng chưa anh em ơi? Trời nó cào. Được. Được. Được của nó luôn. 7.800 đam. Holy shit. Ông này có hai cái Nico luôn nè. Vãi. Mình có hai Nico chứ mình non mẹ cho Sulin 2 sao mình bỏ vô luôn quá anh em. Mà không có. À, anh em cần thì anh em không cần, anh em lại có nhiều võng là luôn. Mình còn cần thì nó không cho một cái Nico rồi luôn anh em. Thì mình cần Nico, Akali nè. Một con Akali nữa nha. Bán The Raven đi, không có chơi được, không có chơi được. Con Akali này đúng là lừa tình luôn anh em. May mà mình ra đồ chuẩn nó mới mạnh vậy nha. Chứ mà nó không ra đồ chuẩn á, mà mình mua Akali này từ lúc đầu game á, thì đã bị một cái cú lừa cực mạnh rồi, thật sự luôn. Lên level 8 mà roll là mấy chục đồng không ra một con Akali thứ hai. Cái đây là Akali này nó tự ra nha anh em, chứ không phải là mình roll nha. Chứ tính riêng là mình roll là nó không ra một con luôn anh em. Ừ mẹ. Cay được chưa? Tụi hình của mình toàn thứ nhi không à. Gana 1 sao, Nili 1 sao, Vi 1 sao, JC 1 sao. Akali cũng 1 sao luôn. Đội hình toàn thứ nhi, bỏ vô đây là đủ bút mà anh em. Wow, ngân nó tặng nữa nè. What the fuck? Rồi ác quyền men. Ui Nico. Nice. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ không xài cho con Akali đâu anh em ơi. Mình sẽ xài nó cho con Yasuo. Chắc chắn 100%. Mình roll mình kiếm Akali với Vi với Yasuo. JC nữa, Akali. Quá nhiều thứ để kiếm. Mình Ringa một cái hay là Gana nhờ. Tại vì đồ đó nó cũng hơi uổng. Phong kiếm đi cũng được. Cái này mình cho Ringa tốc đánh một tí. Ok, phong kiếm này làm cái món vào lúc về lay game nha anh em ơi, nó mới thực sự thể hiện được cái sức mạnh của nó được nha. Chứ còn lúc đầu game thì phong kiếm này nó rất là phế luôn, còn lay game á anh em cực kỳ khó chịu luôn, thề với anh em. Ui hôm nay giết 3 sao. À được, mình thử ăn mạnh hơn nha. Giết 3 sao nè. Akali 1 sao chắc giết 3 sao luôn, được chưa? Được chưa? Được của nó luôn. Gần 9.000 đam cho Akali. Dù chỉ mới 1 sao thôi. Không mà. Cái đồ này nó lỗi cực kỳ lỗi. Ông này 6 phù thủy nè. Với Kata phù thủy. Nhiều anh em chơi đồ hình dị và độc quá nha. Nếu mình còn con Akali anh em. Tại vì còn Akali mình mới tu tâm dưỡng tính. Mình mới có đủ kiểu như là cái tự tin để mình tích tiền. Để mình nâng lên 9. Để mình roll Yasuo lận. Nếu không cái Akali 2 sao thì hổng anh em. Nhưng mà chắc mình đợi tới tuần sau anh em, mình lấy cái tiền lãi mình roll luôn. Chơi chắc bắp luôn. Tại vì Akali lên 2 sao mình kiểu như mình mới đủ tự tin mình tích tiền ốc chính để roll Yasuo. Mà Akali 1 sao này nó hơi lủng, nó hơi lủng. Ok, ông này đế chế hiệp sĩ với vậy này 3 sao không liên quan cho lắm, không liên quan cho lắm con vậy này 3 sao này. Với con Draven kìa, Akali. Wow. Akali 1 sao nó cào mãi, con hiệp sĩ chưa chết luôn anh em. Sao mà chơi? Yếu quá. Akali mà cào gặp hiệp sĩ nó cào thôi, giờ đến sáng mai luôn. Uầy lũng nha, Akali phải lên 2 sao. Gặp hiệp sĩ nó cào hốn máu hiệp sĩ luôn mà. Cây le nè, cây Siyu nữa. Quá. Người cần hiệp sĩ thì không ra, người cần sát thủ thì nó lại không ra luôn. Ôi, Akali đi mà man. What the fuck. Cày quá em ơi, level 8 rồi roll mấy chục đồng không ra một Akali nào luôn. Chơi là chơi, có mỗi tu với thằng này chơi mà thằng đó nó cũng chưa lên được 2 sao luôn. Mình theo mình nhớ là tướng 4 tiền là hình như là mười mấy con lượng, 12 hay là 18 con rồi đó em ơi. Mà có hai đứa chơi à, mà đứa nào cũng mới có một sao mà roll mãi không ra con hai sao. Ô má, anh em thấy cay không? Chứ mình tức vãi lên luôn á. Mình cần Akali 2 sao rồi mình sẽ up chính, mình roll Yasuo 2 sao được chưa? Bán đồ Akali chuyển qua cho Yasuo. Yasuo ba cây vô cực. Nghe là lớn thiệt chứ anh em. Yasuo ba cây vô cực không biết nó chém như nào à. Mình cũng chưa bao giờ mình thấy thằng nào mà búp đồ Yasuo 3 cây vô cực cả anh em ơi. Mình chưa bao giờ thấy luôn nha. Anh em thấy rồi thì mình không biết, cho mình riêng mình là chưa bao giờ thấy thằng nào chơi Yasuo 3 cây vô cực nha anh em. Ý mình búp cho anh em xem luôn. Chơi lớn với anh em luôn. Mình sẽ lấy cái cầm lặng nha. Chắc chắn mình sẽ lấy cầm lặng.
lấy cam lặng mình cho Gana. Thì trong cam lặng này nó có một cục mana anh em. Thì cho Gana biến hình cho nó nhanh nhanh một tí. Với lại cam lặng này là cái tỷ lệ cam lặng cực kỳ cao. Dù nó ghi là 30% hay sao á, nếu mình nhớ không nhầm là 30 hay sao á, mà tỷ lệ nó cực kỳ cao nha anh em. Có thì hãy lấy đi, có cũng ghép luôn nha. Ui Akali 2 sao. What the fuck, mình nói Akali 2 sao này mình không có control anh em. Cũng mới nó tự ra luôn. Riot cho mình mẹ rồi. Akali 2 sao mình run hoài không ra, mà tự nhiên mỗi ra nó tự nhiên xuất hiện thêm một Akali mới nè, mình lên 2 sao luôn. Mình run chết mẹ mà không ra. Holy shit. Ông kia hai cái dây chuột chuột tội luôn kìa. Hiệp sĩ mà còn dây chuột chuột tội nữa. Mình ức chế nhất là cái vụ mà đánh nó gần chết cái bọn hiệp sĩ á. Nó mang cái dây chuột chuột tội nên nó hồi lại một phát đầy cây hết cả đám luôn nha. Đây chứ không phải là một thằng. Ức chế cực kỳ luôn. Akali 2 sao. Đó, trời. Nó phải thế. Nó phải khác biệt anh em ơi. Nó phải khác luôn á. Mắt châu đam cực kỳ khủng. 3.500 đam. What the fuck. Akali một quyền 3.500 đam. Anh em tin được không? Điệt cầu 13.000 đam. Cờ lời giờ tớ. Mày lỗi đam vậy man. Trời ơi. Mạnh. Nó hoài mạnh quá anh em. Mình đang nghĩ là nó up 9 luôn nhờ. Tại vì mình đủ tiền nè anh em. Up 9 thì mình còn dùng mười mấy đồng. Ron không biết có được hay không. Ngàn mình làm 3 sao kìa. Rồi 5 mà mình còn tận 6 anh em còn sống mà. Ác vậy. Trận này anh em chơi căng quá nhờ. 4 máu 17, máu 19, máu 22, máu. Wow. Trận này em cũng như là máu đơ luôn á. Nhưng mà ông này gặp mình là thua rồi. Xui cho ông ơi, xui cho ông quá. Trời ơi, cái gì đây Akali ơi. Ôi má em hắc đam á em. Hắc đam ai chơi em. Em vừa làm cái cú kẹt gì Akali. What the fuck. Rồi nè. Trời ơi là trời. Nó không có tin được luôn á trời. Tim băng à, tim băng cho BK. Hợp lý luôn. Tại vì BK nó bay ra sâu nó còn slow tem bạn được chứ cho team băng G Nam mình cũng thấy nó không hợp lý vậy lắm anh em ơi. Cho BK là hợp lý nhất rồi. Con kia Akali cũng chưa lên được 3 sao kìa. Ông này rồng ma 6 phù thủy. Mày đội hình có vẻ mạnh nè. Có vẻ mạnh rồng ma với 6 phù thủy luôn. Được, ông này slot ác quá nhờ. 2, 4, 6, 8, 8 slot. 8 slot mà đủ 3 búp ác không à. Ok. Giờ chắc sau tool này nha anh em ơi. Mình up 9 luôn. Mình roll Yasuo 2. Tại vì mình đang có một con Neko nè. Nên là chỉ cần một con Yasuo thôi là mình sẽ có Yasuo 2 sao. Và bán Akali luôn nha anh em ơi. Bất chấp mình bán Akali luôn. Mình bỏ đại con sát thủ nào vô cũng được. Chỉ đủ để búp cái sát thủ thôi. Còn đồ mình sẽ vô mà mày hết cho con Yasuo luôn. Rồi roll Yasuo thôi. Roll Yasuo thôi. Cái lane nè. Akali nè, ok mình phải mua Akali nè, ý bỏ vô lại. Yasuo đâu men, một con thôi mà men, khó vậy. What the fuck. Yo. Where is Yasuo. Vãi bíp. Level 9 là đó em ơi, tỷ lệ roll tướng 5 đồng mình nhớ không nhầm là phải là mười mấy đến 20% đó. What the fuck. Mình roll ít nhất là cũng phải là 60 đồng rồi đó nha. Trời ơi chết luôn. Mình roll ít nhất là cũng phải là 50-60 đồng đó anh em. Yasuo đâu mà, Yasuo đi men. Trời ơi, Yasuo men. Oh, Yasuo. Ok. Neko luôn, được. Rồi, bé Akali luôn. Rồi, hợp lý luôn. Trời ơi, mày nó là đỉnh cao. Nó là đỉnh cao như thế này. Đỉnh cao như thế này, được chưa? Ba kiếm vô kịch cho Yasuo. Và Yasuo này là Yasuo 2 sao chứ không là Yasuo bình thường nữa nhá anh em.
cắm đồ nè. Ui đi công. Giê-xu của tôi. Ô mé gì đó hết slot để đánh luôn rồi. Nó hết chỗ đánh rồi. Giê-xu ngu vậy. Giê-xu di chuyển mà mày ngu vậy. Đúng rồi. Trời ơi. What? Hisagi. Ok được. Tại vì nó bị lóc quá em, nên nó không có chỗ vô để đánh đó. Mà nó một chọt như này thì mình cũng cảm thấy là hơi bị kích thích nha. Jesse nè. Jesse như này mình chọt nó cảm thấy là hơi bị kích thích nha anh em ơi. Được của nó luôn, được của nó luôn. Ok, giờ anh em sẽ thấy sức mạnh mà nó là thần kỳ của con Jesse này nha. Akli giờ chỉ là nhân vật phụ nha anh em ơi, cho nó cút đi. Giờ Jesse đấm của chúng ta. Hisagi thằng nào là mày thằng đó lên 7 điểm số nha. Cẩn thận đó, mình sẽ đánh với cái ông này nè. Mình sẽ đánh với cái ông này à, biết ngay mà. Tại vì ông kia mình mới gặp rồi. Yasuo. Trời ơi, một chém, what? Trời ơi, what the? Cơ là Yasuo, gồng 10.000 đam. Cái này là Yasuo, không có búp gì anh em ơi. Cái này chỉ là Yasuo 2 thôi và không có bất kỳ búp nào mà có búp độc hành cả. Nó không có kiếm khách luôn nha anh em ơi. Không có kiếm khách luôn, nó chỉ một mình một thân nó tự chơi đơn thương độc mã luôn. Mà 10.000 đam, một chọt một mạng luôn. Vãi lúa tiêu ơi. Mình sẽ lấy con mình sẽ lấy cái kiếm BF nha anh em, mình lấy cho Akali cái vô cực luôn. Trời ơi, 4 cái vô cực trên bàn của tôi. Vãi biết thật. 4 cái vô cực trên bàn của tôi. Nhân phẩm trận này để đâu chơi hết anh em ơi. Nhưng mà roll Akali mình cảm thấy nhân phẩm nó không tốt rồi. Vi nè, nhưng mà mình có Vi 2 rồi. Rồi, ok. Giờ chỉ cần tìm Akali 2 nữa thôi là được anh em. Con Nili 1 cũng được. Cần tìm Gna 2 với Akali 2 là được. Rồi nè, mình gặp cái ông này đúng không ta? Ok, gặp ấm tấm 1 nè. À, như nào Yasuo. Đó, trời ơi, nó phải khác biệt. Trời ơi, Yasuo nó chém kìa. Nó cần hết luôn em, trời ơi. What? What the hell? Vẫn là anh ta. Wow. Yasuo nó mạnh quá mức quy định rồi em ơi. Trời ơi là trời. Phải lúa thật. Akali nè. Raina. Không có rồi. Ok, không có Akali, không có Gna luôn anh em. Nhưng mà cũng không có cần nha. Giờ chỉ cần anh Yasuo anh còn sống thôi là được. Yasuo là chân lý anh em ơi. Yasuo là mặt trời chói hoài tim rồi. Ok, Lulu 3 sao ạ? Gna tiếp tục chấp luôn. Trời ơi, 29 Gna bay lên bảng điểm số rồi. Trời ơi. Má ơi, nó chém rồi má ơi. What the. Trời ơi, như nào. Muốn như nào. 9.800 đam được chưa. Trời, ông kia đánh thua cái bản. À, ông này. À, ông này thua cái bản sao của ông kia. Akali 2 sao rồi. Hiếp kiếm cho mình cho Akali luôn. Akali vô cực hiếp kiếm mũ phù thủy. Ok, nó hơi bị lủng lủng một tí, nhưng mà đồ gì cũng ngon rồi. Đồ Akali gì cũng ngon. Ok, trận này thì mình thắng chắc anh em ơi. Ông ghi đồ hình xong đánh lại mình được. Yasuo nó cân hết mà. Yasuo 2 chỉ cần đi một mình thôi. Thì anh em biết rồi đó. Đón này lúc nào cũng phải đi lẻ nó mới thể hiện được cái sức mạnh anh em ơi. Nè, Yasuo này đi một mình là quá chuẩn rồi. Chuẩn không bằng chỉnh luôn, chuẩn có lê dưỡng luôn anh em ơi. Đấy, nó phải khác biệt ngay. Cái trận này mình biết mình chơi Yasuo sớm như này mình chơi 6 kiếm khách con mẹ luôn rồi. Nên mình chơi Yasuo nó chém banh càng luôn. Lần này mình chơi 6 kiếm khách thì thôi, với Yasuo nó chém anh em nghĩ đi. Nó chém như thế nào đây anh em ơi. Cho nên là mới chỉ có một mình Yasuo rồi đó. À, Gna nè. Mà vẫn chưa đủ lên 2 sao.
kiếm mà, ok chơi Kali đi, chứ chơi Ringa thì nó hơi bị yếu. Ok mình sắp lại team đó nha. Sắp ở đây, rồi cho ok cho con Nili qua cuối nè, cho Kata nó nhảy qua đó đi. Còn Jesus của mình chém con rồng của nó cho nó khỏi biến hình. Rồi này ở đây hất đẹp nè. Ok, giờ mình muốn như nào? Jesus em ơi. Ok, hai chém. Ok, một chém luôn. Jesus. Ôi, Jesus tưởng đứng yên chỗ gì ba. Đấy, Jesus được chém nó phải khác. Trời ơi, thắng luôn, ok về GG tất cả đơn nha. Và tạm biệt anh em, hẹn lại anh em về đơn sau nha. Hãy chắc là nhớ like và stay ủng hộ nhé anh em ơi. Bye bye.